Bồ đề là nghĩa không, là nghĩa chân như, là nghĩa thật tế, là nghĩa pháp tánh, là nghĩa pháp giới. Lại nữa thiện hiện giả lập danh tướng, bày ra nói năng, để làm cho giác ngộ sự thắng diệu tối thượng, nên gọi là bồ đề. Lại nữa thiện hiện nghĩa không thể phá hoại là nghĩa bồ đề, nghĩa không thể phân biệt là nghĩa bồ đề. Lại nữa thiện hiện là chân chánh, là thật, chẳng hư dối, chẳng đổi thay, nên gọi là bồ đề. Lại nữa thiện hiện chỉ là danh tướng giả, không chân thật để nắm bắt, nên gọi là bồ đề. Lại nữa thiện hiện sự giác ngộ thanh tịnh trọn vẹn của chư Phật, gọi là bồ đề. Lại nữa thiện hiện chư Phật nhờ vào tất cả đoạn tướng của các pháp hiện chứng đẳng chánh giác, nên gọi là bồ đề. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì Bồ Đề nên khi các đại Bồ Tát tu hành sáu ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí, thì những pháp nào làm lợi ích tổn hại, tăng giảm, sanh diệt, nhiễm tịnh? Phật bảo thiện hiện, vì Bồ Đề nên khi các đại Bồ Tát tu sáu ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí, thì đối với các pháp không lợi không hại, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì Bồ Đề các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, đối với tất cả pháp hoàn toàn không sở duyên mà là phương tiện, không lợi hại, không tăng giảm, không sanh diệt, không nhiễm tịnh ở ngay trong hiện tại. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu vì Bồ Đề nên lúc tu hành sáu ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí, đối với các pháp đại Bồ Tát nào thấy tất cả pháp hoàn toàn không sở duyên mà là phương tiện, không lợi hại, không tăng giảm, không sanh diệt, không nhiễm tịnh ngay trong hiện tại, thì khi đại Bồ Tát này thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm sao hộ trì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, làm sao hộ trì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, làm sao hộ trì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, làm sao hộ trì thánh đế khổ tập diệt đạo, làm sao hộ trì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, làm sao hộ trì bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, làm sao hộ trì tám giải thoát cho đến mười biến xứ, làm sao hộ trì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, làm sao hộ trì các địa của Bồ Tát, làm sao hộ trì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, làm sao hộ trì năm loại mắt, sáu phép thần thông, làm sao hộ trì mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, làm sao hộ trì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, làm sao hộ trì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, làm sao vượt qua các địa vị thanh văn độc giác để nhập vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật bảo thiện hiện, lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát không thấy các pháp là hai, nên hộ trì tu hành sáu pháp ba la mật đa cho đến không thấy các pháp là hai, nên lần lượt chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu các đại Bồ Tát không thấy các pháp là hai, nên hộ trì tu hành sáu ba la mật đa cho đến không thấy các pháp là hai, nên tuần tự chứng đắc trí nhất thiết trí. Vậy vì sao từ lúc mới phát tâm trở về sau, đại Bồ Tát thường làm tăng thêm tất cả các pháp lành? Phật bảo thiện hiện, đại Bồ Tát nào thực hành thấy các pháp là hai, thì tất cả các pháp lành không thể tăng thêm. Vì sao? Vì phàm phu ngu si đều nương vào pháp đối đãi, nên các pháp lành đã phát sanh không thể tăng thêm. Đại Bồ Tát nào do thực hành không thấy hai, nên lúc mới phát tâm cho đến về sau thường tăng thêm tất cả thiện pháp. Vì thế này thiện hiện, các đại Bồ Tát có thiện căn kiên cố, nên thế gian trời người Atula vân vân không thể hủy hoại, làm rơi vào địa vị thanh văn độc giác vân vân, các loại pháp ác của thế gian không thể khống chế, làm cho tất cả pháp lành lúc thực hành sáu ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí không được tăng thêm. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát nên thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hai. Cụ thọ thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, vì thiện căn
nên các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phải không? Phật bảo: không phải. Các đại bồ tát không phải vì thiện căn nên thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng không phải vì bất thiện căn nên thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì pháp của các đại bồ tát là như vậy. Nếu chưa thân cận chư Phật Thế Tôn, hoặc các thiện căn chưa hoàn toàn viên mãn, hoặc chưa được bạn lành thường xuyên hộ trì, thì quyết không thể đạt được trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: đại Bồ Tát làm thế nào để thân cận chư Phật viên mãn thiện căn, thường được bạn lành bảo bọc, thì có thể mau chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: thiện hiện từ lúc mới phát tâm, các đại Bồ Tát thân cận Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghe giảng chánh pháp như là khế kinh cho đến luận nghị, nghe xong thọ trì ôn tập thường xuyên làm cho hoàn toàn thông suốt. Sau khi đã hoàn toàn thông suốt, vị ấy tư duy quán sát. Sau khi đã quán sát, vị ấy thấy rõ nghĩa lý sâu sắc, thấy nghĩa lý rồi lại hoàn toàn thông đạt. Sau khi đã hoàn toàn thông đạt, vị ấy đạt được Đà La Ni phát sanh biện tài vô ngại, cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí. Dù sanh ở đâu, vị ấy cũng không quên mất nghĩa lý chánh pháp mà mình đã được nghe và hành trì. Vị ấy trồng nhiều căn lành với chư Phật. Nhờ năng lực của căn lành bảo bọc nên vị ấy không đọa vào cảnh giới ác và nạn xứ. Nhờ được căn lành che chở nên vị ấy thường được vui vẻ thanh tịnh. Nhờ năng lực vui vẻ thanh tịnh bảo bọc nên vị ấy thường không điên đảo, thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật. Lại nhờ căn lành bảo bọc nên vị ấy thường không xa lìa bạn lành thanh tịnh chân chánh là các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, các đại Bồ Tát, các thanh văn độc giác và những người thường ca ngợi Phật pháp tăng khác. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát thân cận chư Phật viên mãn thiện căn, được bạn lành chân chánh hộ trì thường xuyên để mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì vậy thiện hiện các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì phải siêng năng gần gũi chư Phật, giữ gìn cho các căn lành đã trồng được viên mãn và thờ phụng bạn lành đừng sanh nhàm chán.